rất nhiều thứ đúng không nhỉ? Lần này thì chúng ta sẽ cố gắng là tổng kết lại những cái gì thì cô cần làm. Tôi ạ. Về mặt cái nhiệm vụ của mấy ngày online thì thầy cô học tập cái module công nghệ nhé. Thầy cô lưu ý giúp này. Yêu cầu của cái phần 7 ngày này là các thầy cô hoàn thành cái phần chuyên cần ấy. Nó tức là chuyên cần tích xanh, chúng ta phải làm được các câu hỏi trắc nghiệm. Còn cái phần là nộp các kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn và kế hoạch dạy học thầy cô nộp sau. Vì cái đấy khi nào lên trên tập huấn trực tiếp thì cũng còn thảo luận, xong thầy cô còn về chỉnh sửa. Thầy cô mới nộp lên vì cái đấy về sau chúng ta sẽ chấm điểm. Rồi ạ, và có ba hai cái sản phẩm mà thầy cô sẽ phải nộp, đấy là kế hoạch giáo dục và kế hoạch dạy học. Và tiếp theo nữa là những cái câu hỏi băn khoăn cần giải đáp. Thì như hôm nay tôi nhìn thấy đã có rất nhiều cái câu hỏi cho báo cáo viên rồi. Đấy là những cái băn khoăn của thầy cô khi xây dựng cái kế hoạch giáo dục và kế hoạch bài dạy của nhà trường. Thì ba cái sản phẩm này thầy cô lưu ý là nộp ở trên cái Google Form ấy. Có cái đường link ấy, trong cái phiếu của thầy cô. Đúng không ạ? Thầy cô điền giúp ạ. Và thầy cô sẽ nộp hoàn thiện trước cái ngày tập huấn trực tiếp một ngày để báo cáo viên trước để tổng hợp các cái câu hỏi để sẽ trả lời cho thầy cô được rõ ràng tốt hơn. Tiếp đến, về mặt chia nhóm học tập, các thầy cô lưu ý này, chúng ta sẽ lớp của chúng ta khá là đông, năm mấy mấy thầy cô ấy, sẽ chia thành 6 nhóm đúng không ạ? Thì Hà Nội 1, 2, 3 tôi sẽ coi là nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 gọi cho dễ đúng không ạ? Hà Nội 1 là những thầy cô từ số thứ tự là 11 cho đến 20. Còn thầy cô nhóm Hà Nội 2 là số thứ tự từ 21 đến 30. Còn Hà Nội 4 là từ 31 đến 39. Bắc Ninh một nhóm, Hải Phòng một nhóm và Quảng Ninh là một nhóm. Thì sẽ gửi cho các thầy cô cái danh sách trên hộp chat, thì sẽ gửi cho thầy cô một cái file Excel. Đang gửi ạ. Cái như trên nhóm Zalo có gửi cho thầy cô ạ. Thì bây giờ như thế này, tí nữa các thầy cô sẽ làm cái nhiệm vụ, tí nữa các thầy cô sẽ làm giúp ạ. Thầy cô điền giúp là trong cái nhóm của thầy cô lập thành các nhóm riêng đấy ạ. Có thể lập một nhóm Zalo riêng, mỗi nhóm này đấy ạ, ngoài nhóm chung. Thầy cô báo giúp cho báo cáo viên là cái link của nhóm Zalo đó và tên của thầy cô nhóm trưởng và nhóm phó. Giúp ạ. Cái đấy thì thầy cô inbox riêng cho báo cáo viên nhé. Tại vì tránh trường hợp là trong nhóm thì nó lại trôi. Như vậy chúng ta sẽ có một nhóm chung ở lớp mà tiếp theo là một cái nhóm Zalo riêng. Chúng ta sẽ cố gắng làm vì bây giờ chúng ta không trao đổi được trực tiếp nên chúng ta phải dùng các công cụ. Tiếp đến là cái trao đổi thông tin ấy. Trước, trong và sau thì chúng ta sẽ có nhóm Zalo chung. Trong quá trình học tập chúng ta sẽ có nhóm cả các nhóm Zalo nhỏ các thầy cô nữa. Và nhóm Zalo nhỏ thầy cô có thể enjoy báo cáo viên vào cũng được, không vấn đề gì. Và chúng ta sẽ có một cái công cụ nữa, đó chính là cái template ấy. Thì cái đường link các thầy cô đã cung cấp trong cái phiếu thầy cô rồi đấy ạ. Trong cái template này chúng ta sẽ có thứ nhất, đó là nơi để báo cáo viên cung cấp cho các thầy cô các tài liệu, tài nguyên. Tải hết ở trên đấy thầy cô. Và đấy cũng chính là nơi để các thầy cô nộp các sản phẩm trong cái quá trình thảo luận 2 ngày đó. Ví dụ như bây giờ báo cáo viên yêu cầu các thầy cô thảo luận nhóm này. Thì thầy cô thảo luận nhóm, sau đó sản phẩm nhóm thì cô sẽ nộp lên trên đó. Như vậy thầy cô sẽ xem giúp là cái hướng dẫn sử dụng các trang, cái trang palette là như thế nào, cách tải tài nguyên lên như thế nào, thầy cô xem giúp ạ. Thì trong trang palette này có hướng dẫn cho các thầy cô cách ạ. Rồi, về tiếp theo là một số yêu cầu khi tham gia lớp ảo. Thì về mặt nội quy thì sẽ thông báo sau, nhưng về mặt thiết bị thầy cô lưu ý giúp. Thì chúng ta nên học, người ta nói là gì ạ, nên học ở trên máy tính, máy tính sách tay hoặc là máy tính bàn cũng được. Chúng ta không nên sử dụng điện thoại, bởi vì sử dụng điện thoại thứ nhất nó không có đầy đủ các chức năng, thứ hai là rất là nhỏ mà thầy cô sẽ làm việc cả 2 ngày đấy, rất là vất vả. Nên các thầy cô lưu ý giúp là chúng ta sẽ phải sử dụng trên máy tính, có thể là máy tính bàn hoặc là laptop. Riêng máy tính bàn thì cô cố gắng chúng ta sẽ phải có cả cam vào đấy ạ. Tiếp theo nữa là ở đây các thầy cô sẽ phải cài một số những cái phần mềm. Thì thầy cô lưu ý ở đây mình sẽ có hai cái thứ thầy cô nên cài. Cài thứ nhất là Zoom ạ. Ở cái LMSI test thì hiện nay nó dùng rất khá là lỗi, nên thầy cô nên reset cái, bỏ cái phần LMSI test đi, mà thầy cô thay bằng Zoom. Thì Zoom của mình sẽ là phiên bản tiếng Anh, nó cũng không lắm đâu ạ.
Thứ hai, thầy cô cũng nên cài sẵn một số cái phần mềm mà gì ạ, theo dõi và điều khiển máy tính từ xa, ví dụ như AnyDesk hay là TeamView, vân vân. Cái này mục đích như này, thầy cô cài sẵn vào để khi ví dụ như thầy cô có vấn đề về trục trặc kỹ thuật thì thầy cô sẽ gọi là 1800 8000 nhánh số 2 bên Viettel. Thì khi đấy các bạn bên Viettel sẽ yêu cầu các thầy cô có thể là kết nối với máy tính thầy cô để xem cái màn hình thầy cô như thế nào thì họ mới có thể hỗ trợ được. Thì khi đấy họ sẽ sử dụng cái AnyDesk hoặc là TeamView gì đó. Thì các thầy cô sẽ bật cái này lên và đọc cho các bạn bên hỗ trợ Viettel cái mã số. Thì khi đấy họ sẽ truy cập, nhìn được cái màn hình của thầy cô. Thì khi đấy mới đưa ra được cái hỗ trợ cần thiết, nên thầy cô lưu ý giúp ạ. Tiếp đến là về chọn hình nền ạ. Thì có hai cái hình nền cho thầy cô, màu xanh hoặc màu vàng như nào tùy thầy cô nhé. Về cái quy trình thay hình nền thì các thầy cô lưu ý giúp ạ. Sẽ có một số máy nó có hơi có vấn đề đấy ạ. Ví dụ như lần trước thì tôi cài cái phiên bản ITEP, LMS ITEP mới thì là cài cái hình nền này nó bị nhòe, nó không cài được. Thì cứ giả tưởng là do máy mình cấu hình, nhưng khi mà chúng tôi reset lại máy, bỏ cái phần LMS đi, chỉ còn lại cái zoom thì máy lại hoàn toàn bình thường, không làm sao cả. Nên cái đấy thầy cô cũng lưu ý giúp. Có thể có một số thầy cô chúng ta sẽ có thể là bị hiện tượng đấy chính là bị ngược đúng không nhỉ? Thì thầy cô nên tích bỏ hai cái phần xanh ở dưới đấy ạ. Cái phần hai cái tích ạ. Tôi có hình màu xanh hoặc là phản chiếu video vân vân. Vâng ạ. Thầy cô đã hình dung được cái việc của mình chưa ạ? Thì bây giờ thầy cô có thể bật mic được rồi ạ. Thì thầy cô thứ nhất là thầy cô sẽ, tí nữa thầy cô sẽ làm cái việc đấy chính là chia nhóm giúp nhé. Danh sách thì... Thế họ đi lên đấy lấy đâu đấy ạ? Ở trên nhóm Zalo cũng có, hoặc là trong hộp chat cũng có, hoặc là hộp trò chuyện cũng có. Mình sẽ đưa tặng thầy cô lên trên nhóm, trên Zoom nhé. Cô cứ để nhóm như cũ đi cô ạ. Có cái bản Excel của thầy cô ạ. Vâng, chúng em... cô Lan ơi. Hiện tại là cái nhóm công nghệ 2, công nghệ 3 ấy ạ. Thì các nhóm học ở lớp trung học cơ sở này đã chia nhóm như cũ rồi. Thì... có ý kiến là cô để các cái nhóm ở Hà Nội ạ, như cũ đi, thì vì tất cả các nhóm đấy bây giờ đã có Zalo rồi, không phải lập ạ. Ok, tức là Hà Nội mình có mấy nhóm nhỉ? Hà Nội lần trước là có 3 nhóm rồi cô ạ, và đã có được. Và có tất cả các nhóm Zalo đấy, mỗi okay, một cái nhóm cũ đều có các cái thành viên và đều có cái nhóm rồi, thì bây giờ không phải lập lại nữa thì nó okay, dễ hơn. Ok, thì bà có vẫn không biết điều đấy, đồng ý, không vấn đề gì ạ. Thì này nhá cô Lý giúp này. Cô sẽ tập hợp lại, ví dụ như là bảo các nhóm đấy là gửi lại cho mình cái danh sách của các thầy cô của nhóm Hà Nội, trưởng nhóm với cả thư ký. Vâng, bây giờ thì tất cả các nhóm trưởng của các nhóm ở Hà Nội ạ, thì sẽ vâng. Lập lại danh sách và gửi lại cho cô. Đúng rồi, vâng. Trong đấy theo danh sách tiền... của cô vâng. Như thế vâng. Thì nó dễ hơn ạ, bởi vì nó tất cả các vâng. Nhóm theo cái lớp công nghệ module 2, module 3 ấy ạ, thì vâng, đã vâng. Có sẵn tất cả các cái danh đồng sách ý, đồng và ý lập nhóm Zalo rồi ạ. Vâng. Tôi đồng ý ạ. Vâng, không vấn đề gì ạ. Thì bà vâng. Thầy cô nhóm trưởng của ba nhóm Hà Nội thì sẽ gửi lại inbox cho mình riêng nhá. Thầy cô nhá. Đừng gửi trên nhóm chung, nếu không nó trôi hết. Còn nhóm Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh thì không vấn đề gì rồi đúng không ạ? Cô Lan ơi, em cho cô là có thể gửi cho cô ở trên cái Padlet được không ạ? Gửi trên Padlet nó không trôi đâu ạ. À, gửi riêng Zalo cho cô cũng được, gửi riêng Zalo cho cô riêng trang Zalo mình thì mình sẽ check. Nếu không gửi riêng Zalo cho cô cũng không bị trôi mà. Gửi vào trang riêng của cô. Còn trang Padlet hiện nay là mình đang để chế độ như chế độ khóa thì chỉ có thể cô tải được thôi, thì cô chưa tải được lên đâu. Mấy hôm nữa thì mới đẩy cho thầy cô cái việc thầy cô tải, nên thầy cô cứ bình tĩnh nhá. Mấy hôm nữa thì cái trang Padlet mới có chức năng tải lên, còn hiện nay thì mới chỉ đặt chức năng là chỉ thầy cô tải xuống thôi ạ. Thì cô Lan trong cô Lan ơi, cô gửi cô Lan cho cả nhóm lớp mình xin cái số điện thoại của cô để xin lại cái số điện thoại của cô ấy ạ.
đây để, ạ, sẽ đặt ạ. Vâng, để gửi để cho các nhóm trường gửi lại cho cô các cái danh sách của các nhóm cũ ấy ạ. Đấy ạ, số của mình là 0913323314 trên cái đấy ạ. Vâng. Trên hộp chat ạ. À, với cả bên như này nữa ạ, chúng ta sẽ điểm danh thì cô nhé. Không phải hôm nay điểm danh, chúng ta sẽ thử thôi ạ. Tức là hôm tới thì cô sẽ phải điểm danh. Điểm danh thì người ta sẽ sử dụng cái chức năng trên hộp chat thì cô thử tập thôi nhé. Thì chúng ta sẽ ghi là họ và tên, ngày tháng năm sinh. Thì thầy cô chú ý là họ và tên phải giống hệt cái họ và tên của thầy cô thì cô ghi. Ví dụ như là trong cái danh sách đó cô là Nguyễn Thị, ví dụ như tôi là Nguyễn Thị Mai Lan chẳng hạn, thì cái hộp chat của tôi phải ghi là Nguyễn Thị Mai Lan đầy đủ, xong rồi tôi cách cái tôi ghi là ngày tháng năm sinh vào đấy, tôi gửi trên hộp chat. Bây giờ thầy cô thử ghi trên đấy xem nào. Đây ạ, đang ghi đây ạ. Thầy cô thấy cái chỗ hộp chat chưa ạ? Ngày tháng năm sinh thầy nhá, thầy Nho. Đấy thì thầy Đinh Nho Văn là thầy. Vâng. Thầy ơi, thầy Đinh Nho Văn à hay là Đinh Văn Nho? Bạn ơi, tên là Đinh Nho Văn thầy cô. Đinh Nho Văn, thầy phải ghi là em chào cô Lan, em là Đinh Nho Văn ạ. À vâng. À. Nhưng mà thầy phải ghi cả ngày tháng năm sinh đấy nhá. À, em vừa ghi lại rồi cô. Vâng, vâng. Đấy thì để mình làm quen thì đến đấy, ví dụ như là thầy Đặng Anh Vũ này gạch ngang này, đúng không ạ? Đúng không ạ? Ngày tháng năm sinh thôi, đúng không ạ? Thế như vậy về sau khi chúng ta hệ thống sẽ lưu vết của chúng ta, nó sẽ gồm có gì ạ? Thế thì cô lưu ý chúng ta sẽ có quay video đó ạ. Nó sẽ được lưu từ khi thầy cô vào đến thầy cô ra. Nó gồm có video này, hộp chat này, tất tần tật các thứ của thầy cô đều được lưu lại, chỉ có mỗi là gì ạ, cái video ở trong cái phòng Zoom nhỏ thì không có thôi, nếu thầy cô không bấm. Thế này cô sẽ cố gắng, bình thường nếu chúng ta làm trực tiếp ý, thì chúng ta có thể sớm một chút thì nó không làm sao cả, nhưng mà trên hệ thống này thì nó phải giờ giấc nó rất là chuẩn, về sau nó sẽ tính tổng thời gian các thầy cô xuất hiện trên này đấy ạ. Có thể trong quá trình đấy thầy cô có thể bị out ra, thì cô lại cố gắng mà cũng chuẩn bị tinh thần luôn thì cô nhớ là sẽ bị ao ra vào rất thường xuyên, nên là chúng ta cứ chuẩn bị tinh thần là giả sử đang tập huấn này mà bị ao ra thì chúng ta lại ao vào lại vào thôi ạ, không có vấn đề gì thì cô nhá. Bây giờ còn một cái chức năng nữa ở trong Zoom này cũng thử thầy cô luôn, là tôi sẽ chia thành sáu nhóm thì cô nhá, sáu nhóm phòng nhỏ ấy ạ, bắt Zoom đấy ạ. Thì chúng ta có những cái chức năng mà chúng ta sẽ phải là gì ạ? Ví dụ như chúng ta phải có cái chức năng là chúng ta thảo luận nhóm chẳng hạn. Thì xin mời các thầy cô là chúng ta sẽ vào các phòng nhỏ. Và có một cách như này, thảo luận nhóm thì các thầy cô cũng nên thảo luận trước với nhau xem là khi chúng ta làm một sản phẩm trên nhóm thì chúng ta sẽ đưa như nào? Một người trình chiếu xong mọi người phát biểu nói, hay là chúng ta sẽ sử dụng cái là gì ạ? Cái Google trang tính ấy, hoặc Google tài liệu ạ. Chúng ta đưa lên đấy để tất cả các thầy cô cùng vào đấy chỉnh sửa. Hoặc như thế nào đấy tùy thầy cô nhé. Thầy cô sẽ lựa chọn cái công cụ thảo luận nhóm. Bây giờ sẽ chia cho thầy cô thành 6 phòng. Thì Hà Nội 1, Hà Nội 2, Hà Nội 3 thì mình cứ đặt tên như thế. Còn đâu thầy cô nào thuộc Hà Nội 1, Hà Nội 2, Hà Nội 3 thì các thầy cô tự enjoy nhé. Đúng không ạ? Nga, hôm trước chị em mình ở nhóm nào nhỉ chị Nga nhỉ? Mình ở nhóm 2. Không, nhưng hôm nay cô giáo chia thì cứ thử vào thế đi đã. Cô giáo chia theo số thứ tự đấy, cứ thử vào thế đã. Không, thì cô cứ vào theo nhóm kia đi. Không có gì đâu. Vẫn là thống nhất theo nhóm cũ như cô Lý nói đấy. Thì chị Nga à? Bây giờ em không nhớ là nhóm nào. Của mình là nhóm 1. Đúng rồi, bây giờ là mình là thuộc nhóm. Bây giờ nhóm cũ thì không nhớ được đâu ạ. Nhóm 1. Chị Lý ơi. Mấy đây? Bây giờ mình nhớ được. Không, ngày trước là mình ở nhóm 2 thật. Về nhóm cũ nhá. Nhóm cũ là nhóm nào? Biết chỗ nào mà về cũ? Có mấy nhóm liền ấy. Theo nhóm lớp công nghệ 2-3 đấy. Lớp 2-3 nhưng mà mỗi một lần cô lại chia một cái số thứ tự khác nhau ấy. Thôi thì lại chuyển chốt về cái nhóm mà công nghệ 3 đi. Lúc 3. Nhóm nào nhận em để em về. Nhá, bây giờ các thầy cô sẽ vào đấy, trong vào đấy khoảng độ 20 phút thôi, xong thầy cô đi ra phòng chính thầy cô nhá.
Vâng. Ở đâu? Em chưa nhìn thấy. Vào đâu? Bây giờ chưa, bây giờ mở phòng Zoom này cô. Rồi ạ. Cô chia thì nó sẽ hiện lên là roi một. Rồi ạ, các thầy cô vào cái chỗ cái biểu tượng cái break Zoom ấy. Vâng. Rồi. Các thầy cô thấy không ạ? Các thầy cô mở vào thì sẽ cái các phòng. Thì bây giờ các thầy cô vào phòng nào thì cô enjoy vào đấy thôi. Như ở đây em chào anh Vũ, em chào chị Hiền. Ôi thế à? Ôi em không đấy. Em thấy mới hiện cái chỗ roi thế là vào luôn. Thử liver cái meeting này xem có quay lại cái kia được không chị ạ? Rồi, thử rời khỏi phòng nhé, tới rời khỏi phòng cho xem thế nào nhá. Rồi, đi vào. Rồi này, rời khỏi. Ơi. Anh không biết đổi lên. Anh toàn tiếng Việt thôi. Này ra vào thoải mái nhá, vừa thử ra rồi lại vào rồi, nói chung là dễ. Vào đơn giản lại không khác gì học sinh thử dạy Zoom vào nhóm, nhưng mà mình là recording in progress. Em chào cô. Hà Nội 1 à? Em chào cô ạ. Phương ơi. Dạ. Thầy Dương với cả cô Thảo, thầy Dương vào phòng của mình đi, phòng nhỏ đi. Vậy là chắc là chị em mình ở phòng 1 chị Nga. Em vào phòng, phòng của Hải Phòng nhá. Thầy Đông của Quảng Ninh về phòng Hải Đông. Chị ơi. Ở cái nút live Zoom bên dưới nó sẽ có hai cái, một cái là live meeting với một cái là live breakout room. Thì mình quay lại cái Zoom của cô nói chuyện lúc trước là chọn cái live breakout room ấy. Cứ breakout room, bây giờ chữ của chị tiếng Việt chị còn chưa tìm thấy luôn. Chị chọn cái dòng thứ hai, chị chọn cái dòng thứ hai. Ở đâu đây? Khổ thật đấy. Thế này mà dạy huyện Từ Sơn mà đã dạy theo cái kiểu chuyên đề mà các cô đã dạy rồi cho học sinh hoạt động nhóm, mình bảo là các cô không biết mất mấy tuần để thực hiện cho các con. Tức là cũng dạy dự giờ nhưng mà dự giờ qua Zoom. Thế là thấy các cô cũng cho các con vào hoạt động nhóm như thế này này. Mình bảo cũng bây giờ bọn mình học thế này mà còn phải mất bao nhiêu buổi. Thế mà. Không, tức là cô cũng cho học sinh vào các nhóm thì cô cũng chỉ đảo qua xem các nhóm hoạt động thế nào, cô vào nhóm này, vào nhóm kia, xong bắt đầu cô thoát ra. Nhưng mà thời gian em vừa nhảy vào Hà Nội chơi xong. Không, tức là em vào Hà Nội được là do... em vào trong đấy không ai biết gì, em ra không ai biết gì. Bị lạc lõng đúng không? Dạ. Vâng, em không hiểu sao đây này. Cái cửa nhà em đen xì xì này, cái ảnh cưới nhà em trên này nó hiện lên một. Em mới bỏ cái. Em chọn vào cái video này. Nhưng mà bạn
Background and filter đấy chứ gì? Thế xong rồi chọn cái gì nữa? À bỏ cái have, I have vào đi gì? Học tiếng Anh đi. À bỏ cả hai hả? Bật ở đâu đây? Âm thanh video trò chuyện. Diễn ra.